Em thấy các bác luôn mà La Vi mà lại còn tiếp mèo thì không còn gì để nói rồi. Tuyệt phẩm, tuyệt vời luôn. Tép neo con này nó lại có tép neo được cái mã V nhé, V451 chứ bác nhé. Đấy, công suất mắc của một cái tép này đến tới 100W luôn. Neo các bác ạ, neo niêm. Bát thì phải nói một điều luôn là không còn gì, bắt nặng quá mà thôi. Không còn một cái gì để mà chê được cái này. Đấy, hàng xịn nhá, đây là hàng xịn luôn. Đấy, con hở La Vi xịn luôn. Anh em do công ty Sao Kinh nhập khẩu, anh em cần lấy cái mã điện thoại quét mã vạch rất là ra luôn nhé, hàng xịn chính hãng nhé. Quét mã vạch thì nó sẽ ra cái Sao Kinh luôn đó, của tập đoàn Sao Kinh nhập khẩu đây. Đó, hàng thì phải nói là đẹp, có ít rồi bác ạ, đang vệ sinh đã chưa tốt tát được cả. Đây, vừa lấy về xong là hàng bẩn này, lấm la lấm liềm bác này. Ok chưa, cái này để chiều nay mai em vệ sinh. Đấy, vệ sinh xong báo giá nhé. Em là cứ khoái là vệ sinh sạch sẽ đẹp đẽ xong mới báo giá đó. Chứ còn đang nhìn thế này báo giá xong mấy ông mà úi lo nhìn gớm chết thế này mà ông báo giá này kia mất công lắm. Đấy, vệ sinh sạch sẽ một chút. Lo này là được dùng côn điện các bác nhé. Đây, đời này là dùng côn điện, bắt La Vi đầu côn điện nhá. Em chào anh Hoàng Sĩ Việt nhá, em chào anh Quảng nhá. Côn điện là Hoàng nhá, côn điện dẹt nhá. Đây là đời côn điện dẹt nhá, là một trong những đời côn với lại nó là tuyệt phẩm rồi đấy. Tuyệt phẩm rồi, trong giới âm thanh này đúng không? À, côn điện dẹt là cho cái côn mà cho chất lượng âm thanh tốt nhất hiện tại bây giờ này. Đấy, côn điện. Đã được miếng nào bụng anh, em vừa đói quá là phải làm một miếng bánh đa để mà live stream anh này, lấy sức live stream này, khổ vậy đấy anh ạ, đói quá mà sáng nó chưa ăn sáng, bây giờ đến quá giờ đói quá là phải làm cái bánh đa là mới bắt đầu live stream với các bác được. Anh em nhìn cái dầu nó sẽ đã các bác, to, nhìn dầu đã to, to chả bá luôn, to chả bá luôn này, cái lò rất là xịn sò. Nói chung là nhìn những cái lò hàng xịn thì nó rất là mê. Nhưng mà tiếc một cái là loa này số lượng ít quá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 đôi. Sao sắp này em có duyên với số 6 đó các bác nha. Em lấy cái loa gì được 6 đôi à? Cái loa full 20 được 6 đôi này. Loa này được 6 đôi này. Đấy. Mấy hôm rồi về loa CF cũng 6 đôi này. Nói chung là không lấy được số lượng nhiều. Bởi vì những dòng loa này lấy số lượng nhiều hơi khó. Đấy, nó ít gặp á. Cho nên lấy số lượng nhiều hơi khó. Lấy ít một thôi. Không được nhiều các bác ạ. Loa này là hàng gấu này. Anh em nào mà có điều kiện chơi loa này thì liên hệ em Xuân này. Em Xuân bán cho các bác được loa này thì anh em chơi thì phải rất là tuyệt vời rồi. Đây là cái ghế này ngồi các bác nhé, đợi em chút nhé. Đây là ngồi nói chuyện với các bác thì vui này, và tâm sự với các bác. Anh em nào thích loa này thì liên hệ em Xuân đây. Đồ loa này thì anh em nào mà muốn lấy trước thì báo gọi em báo giá riêng cho em. Loa này thì nó dao động tầm khoảng độ 10 trên 12 triệu gì đấy. Trên 12 triệu, trên 12, dưới 13, tóm lại thế đây. Tính tiếp nha. Em mà thôi nói vậy thôi, ai lấy sớm thì em báo giá tốt hơn. Đấy đây các bác nha, ai mà lấy sớm thì em báo giá tốt chưa. Đấy, anh em là lấy sớm báo em báo để giá tốt. Đó. Con này thì em bán tầm khoảng dưới 13 triệu. Hàng đẳng cấp đấy, hàng xịn đấy nhé, đây là hàng xịn nhé. Hàng xịn chép neo đấy, chép neo La Vi đồng hoàng đấy. Không phải là hàng vớ vẩn đâu, không phải là dăm ba mấy cái loại hàng rẻ tiền đâu. Đây là hàng chuẩn luôn, đầy con đen luôn. Đầy con đen nhé, đầy con đen dẹt luôn đấy. Hàng là hàng đẳng cấp đấy. Anh em nào mà khoái là liên hệ với em. Ok, anh em qua đây đi. Qua đây live stream tâm sự với em Xuân Lát này. Em xin phép là qua đây ngồi bốc phép với Xuân Tốc Đỏ Lát đây các bác. Đói bụng quá à, vừa phải làm một chút bánh đa lên đỡ biết tụt đường huyết nói chuyện được các bác này. Khổ. Rất là nhiều. Nói chung là sắp này em Xuân rất là nhiều. Năm nay thì em Xuân thì năm nay các bác thấy là cây em Xuân lên lô loa nào các bác chê được chưa? Hàng nhái chứ bị về có mấy lô hàng nhái trên thị trường nó chào mê rồi, nguy hiểm lắm. Sắp tới về Việt Nam nhiều. Mấy lô hàng nhái chứ bị về Việt Nam. Đầy luôn, mấy lô luôn đấy. Tầm khoảng độ 2-3 lô tầm khoảng 150 đôi. Chắc chắn là sản phẩm nữa nhưng mà trăm rưỡi. Sắp tới vô Việt Nam mình thì vỡ mồm, có loại loa đẹp lắm, loa y bắt tép giống y rằng cái loa TQ12 của mình luôn đấy, kinh khủng thật. Đây là lấy điện thoại em cho xem này, ăn bị về nhiều, mấy lô chứ bị về. Không lại đỡ vào Việt Nam mình thì dính hết,
Hiện bây giờ em đang có cái dòng xuất nhập. Đảm bảo là dính hết. Cực kỳ hay ở trên quán bar này. Đi mua loa mấy cái loại rò xét bây giờ mẹ, hết xu của mẹ được. Nó là chú lừa hắn chưa hàng xịn cho mình xong hắn chụp hình cho mình xong cái khi hàng nhái đem về được bố nào biết được. Mua loa LDH mọi chỗ nó đánh bạc cơ mà. Nhiều ông không hiểu về rò xét được cứ tưởng là loa nào giống loa nào, giá là cái rẻ cái mắc đầu lắm. Xoay thì các bác xét. Không hiểu về loa đó thì chịu chết thôi. Đây này. Nhìn này. Giống loa mình luôn này, giống loa V210 của mình này. Trung Quốc này. Hàng nhái đấy. Đẹp đây. Này, nhìn này bát tép này. Bát giống như chàng, tép giống như chàng của mình luôn này. Lo cái này quên mình hàng. Nhìn cái tem nó thấy ngu rồi. Đó, nhìn xịn như này. Đẹp không? Làm đẹp vãi nồi không? Nước sơn cũng đẹp này, nước sơn lặng đẹp này. Mà nhìn mới là thấy là chạy rồi. Đấy, nó nhìn tự nhiên mình nhìn được hàng nhái khách là biết được. Sơn này. Khách biết đấy quay được. Sơn này. Hả? Giờ có khách mà cái đang lắp cái con ba ngoài trời. Ừ. Mà mới gọi điện thì giờ ba thì đầy lo đầy lắp đầy đồ. Đang bảo cái này nhìn thì không thể biết được. Thế này các bác để ý họ này. Không bao giờ biết được tiêm mắc như vậy biết sao được các bác nhé. Này nhìn sao biết được. Thứ nhất là em chào bác Trinh Nguyệt nhá. Số xe đi là nhái này. Các bác cứ để ý. Ồ cái xe này kể cả con là nhái con xe gì cũng có luôn. Nhưng bây giờ hiện nay nó cũng có. Nó dán vào là có phần một. Nó không có nhưng mà lúc đây nó sẽ có này. Còn nó có rơi thì em chào Trung Lê nhá, em chào Trinh Nguyệt nhá. Hôm nay không test lọc kéo, ôi trời, người Trung Quang hát lọc kéo nhiều mệt lắm rồi, em thể với anh Quang ơi, anh Quang ơi. Ôi, mấy hôm nay em hát lọc kéo nhiều mà em thật với anh thôi, nó khan cổ luôn đấy. Hát nhiều về nhà vợ cứ giọng em như bọt rống ấy. Hát nhiều rồi nó vỡ cả giọng rồi. Ôi, em bán lọc kéo từ hôm giờ bị sướng anh ạ. Gần hết rồi con. Gần hết rồi. Còn bao nhiêu đâu anh này, đây này, còn ít rồi này. Còn bao nhiêu là gần hết rồi. Lọc kéo bắt nhanh ác hết ạ. À. Thôi, em xin phép là đóng lại chiều. Nhưng mà xem ra là em Xuân lại có dịp mà lo kéo đấy anh. À, bán thử lần đầu tiên mà chúng không ngờ là bán ác ạ. À. Không ngờ là lần đầu tiên trong đời em bán lo kéo mà bán ác luôn đấy anh ạ. À. Không phải đùa đâu. À, em chào Thiên Minh nhá. Bán nhiều luôn đấy. Em bán chạy luôn đấy anh ạ. À. Ôi bao nhiêu 74 cái lo kéo này mà em bán gần hết rồi. Là anh biết em bán kinh khủng không? 74 cái luôn đấy. Đó là em không bán thợ nhá, bán mình lẻ không đấy. Đấy. Đúng không? Chứ mà em mà bán thợ ấy, hết sạch luôn rồi. Nhưng mà em không bán thợ đâu, em để bán lẻ hết đấy. Em định bán thợ bác nào bán tiếc bác thợ thôi để bán lẻ. Bác nào bác còn tiếc bác thợ thôi để bán lẻ. Đấy. Loại này hàng xịn này đâu có kiếm dễ kiếm đâu. Em thật với các bác cái hàng xịn này đâu phải dễ kiếm để mà kiếm được cái hàng xịn này giá thị trường giá này. Cái công sản xuất ra cũng không được giá này rồi bởi vì mình mua thanh lý được. Đấy. Được bây giờ giá tốt vậy chứ còn nếu mà bình thường làm sao mua được đúng không các bác? Hàng đẹp quá luôn này, lo kẹo kéo mà bao nhìn đóng này. Các bác kiếm được cho em được cái lo kẹo kéo nào mà thùng vách đóng như thế này không? Vân gỗ vân gác như thế này không? Kiếm đâu ra được cái loại này bây giờ. Đúng không? Đẹp. Em chào anh Hoàng Dê nhá. Đây, lo full 20 nó cháy hàng luôn bác này, hết sạch hàng luôn này, không còn luôn này. Đấy. Còn lo này là vừa hôm nay bắt đầu về này. Dòng này thì anh em nào mà thích chơi bạo lực mạnh mẽ thì chơi liên hệ lo em Xuân lo này. Hàng này là hàng của Shocking. Đấy, Shocking. Shocking xịn nha. À, quyết mã bạch ra luôn đấy, anh em lấy điện thoại quyết mã bạch ra luôn đấy, đây này, điện thoại đầu nhỉ, đây, à, quyết phát ra luôn, đấy, hàng xịn mà, hàng xịn đâu phải không, hàng vỡ bạn đâu, như này, đấy, quyết phát ra luôn này thấy không, sau kia, à, thấy chưa, quyết phát ra luôn này, ấn đâu ra nhỉ, này em ấn nó đâu ra nhỉ, này em ấn vào đầu là nó quát lên lát trong web luôn á, chắc phải ấn thoát đây bắt đây bát đấy sau kinh luôn nhá, ra luôn nhá. Đây ok chưa, ra hạng sau kinh luôn này, ok chưa. Đấy, sau kinh luôn nhá. Đấy, ra luôn đấy, quét phát ra luôn đấy, hàng xịn đấy, tem chống hàng giả này, tem chống hàng giả bác nhá. À, sử dụng driver của Lavi xịn này, côn đen nhá, côn đen dẹt nhá. Đây là côn đen dẹt bác nhá, tép neo luôn, không phải tép thường đâu, tép neo nhá, tép neo là tép neo V451 đàng hoàng đấy, tép V451 là tép đầy cao đấy, neo đàng hoàng luôn, công suất max của một chiếc tép này lên tới 100W cơ, mạnh lắm, đấy hàng đẳng cấp đấy, hàng này thì anh em chơi thì không bị bàn luôn đây, phân tần đây này, phân tần đây. Đấy, dòng này thì anh em chơi thì không phải lăn tăn. Hàng xịn đấy. Đấy, chất lư luôn, đang zin hết luôn, đẹp luôn. Đẹp zin hết luôn. Ngon lành hết cho bác luôn.
Loại này anh em chơi thì đánh sự kiện thì tuyệt vời này. Anh em nào làm sự kiện mà muốn tiết kiệm chi phí thì chơi loa này của em này, đảm bảo là không bao giờ hối hận. Không bao giờ hối hận. Đấy, nó thẳng luôn, không bao giờ các bác hối hận luôn. Loa này thì đánh thì phải nói là tuyệt vời, độ phủ âm thanh mọi thứ đặc tuyệt vời rồi. Loại này thì chơi nói gì nữa đúng không? Đây này, bên này đang test cho một đôi loa bác khách làm sự kiện này. Đây là LDH40 này. Đây là LDH40, loại này làm sự kiện nên thật các bác không cần phải thử đâu. Nhưng mà bác khách thích để em phải thử với bác khách này, em để thử với bác khách xem đây. Đấy. Lấy với cặp sấp RCF này, nhưng mà sấp này em không đấu nha, đấu mình đôi loa thôi. Thử mình đôi loa thôi. Sấp thì cần quái là phải thử đúng không? Đấy, cấu cắm mình đôi loa này. Đây là mặt bắt loa bắt neo của hãng LDH. Em thề với các bác cái loa LDH cái bắt 25 nó đỏ phủ đã kinh rồi. Cái lắp bắt 40 hàng xịn này các bác cần gì phải lăn tăn. Đây là bắt 40 của LDH xịn luôn. Các bác biết một đôi loa này giá mới là biết bao nhiêu tiền không? Mắc vãi nồi luôn. Hàng bãi đó đã là hơn 20 triệu rồi, 22.500 rồi thì các bác tưởng tượng hàng mới bao nhiêu. Đấy. Đôi loa này hàng bãi nó giá trị là không bằng 1/3 giá mới. Đây bác biết rồi. Hàng xịn luôn. Ôi ZS hết rồi, ZS em bán nhanh lắm. ZS mà anh em không nhanh tay hết liền, cháy hàng luôn. Cháy hàng luôn nha, ZS này, lấy được có 6 đôi mà. Đâu có thể lấy được bác, ZS khó lấy lắm. Đấy. Đây này, em đang chuẩn vệ sinh như này. Anh em thợ đang lôi hết ở đây để vệ sinh như này, tháo đây để vệ sinh mà chưa vệ sinh rồi này. Vệ sinh để chiều cho đi hàng này. ZS này. ZS này 25 20 đây. Bây giờ mới đang vệ sinh đây. Em đang cho tháo ra để bắt đầu lau chùi thùng vách đây. Chị chưa làm ở đây. Anh em chưa làm ở đây, mai bắt đầu gửi hàng nhé. Hôm nay là chưa vệ sinh được, bởi việc nhiều quá. Đặc biệt nhất là cái lò kéo này. Lò kéo mấy hôm nay bận. Tập trung hết vào cái lò kéo này các bác ạ. Cài lò kéo rồi đóng lò kéo thôi. Cho nên là mấy ngày hôm nay là lò kéo là đúng là anh em làm hết sức luôn đấy. Bên đây là chân lò này, đang đóng chân lò đậy này. Chân lò đậy này. Đấy. Đấy. Đóng vô điện. Mấy cái chân lò này các bác là bán vui thôi chứ còn lời lãi quá cái lò này các bác. Đấy. Hai anh chào bác họ sĩ Việt nhá. ZS hết mất rồi, hết mất rồi. Anh em chốt lo gì liên hệ với em Xuân nhé. LDH anh em nhiều loại lắm. LDH thì mã K10 7 triệu một đôi. TT cộng 10 8 triệu một đôi. TR10 9 triệu một đôi. Chính xác là em bán ở đây là 8 triệu 8. Một số bác là sẽ hỏi em là tại sao chiếc TR10 em lại bán 8 triệu 6 bây giờ là 8 triệu 8 9 triệu. Em nói các bác này. Lo ấy, thì nó không có theo giá chung được đâu. Bởi vì các bác biết lo bãi mà. Lô này đẹp, lô này xấu, lô kia xấu hơn. Lô nào mà xấu hơn một chút thì em sẽ bán rẻ hơn một chút, lô nào đẹp hơn thì sẽ bán giá cao hơn bởi vì giá nhập nó khác nhau. Hàng đẹp giá nhập sẽ khác mà hàng xấu giá nhập nó khác bác ạ. Cho nên thị trường nó lung tung vậy. Mà có loại hàng lò cổ á giá cực kỳ rẻ. Cho nên các bác thấy một số kênh hiện tại bây giờ đang bán với cái hàng mua thơ mớ. Hàng mới đó có nghĩa là hàng mà một lô loa nó có hàng trăm đôi lô, 100 đôi loa nhưng mà chẳng có đôi nào giống đôi nào cả. Cứ một hãng một đôi. Đấy, nó có 100 loại loa khác nhau về cái bán họ mua về họ bán giá rẻ đấy. Thì cái loại đấy là cái loại là chấp vá là linh tinh, nhiều khi là lo cháy họ sửa lại rồi lo, nhiều khi là lo này bắt này lắp loại kia. Nhiều khi các bác không biết đấy, các bác tự lo riêng thực ra là gì ạ? Dâu ông này cắm gọi là cắm cầm bà kia vậy ấy, lung ta lung tung đấy, bán rẻ bèo vậy. Hàng bãi xịt thực sự là hàng bãi. Nhưng mà người ta bán lung tung nó đẩy cũng vậy. Đẩy u thứ mớ. Đẩy u thứ mớ bác, hàng trăm con đẩy, không có đẩy là giống con đẩy nào, cứ một loại một hai con. Đấy. Về con thì hỏng, con thì cháy là xử lại để bán theo mớ đấy, bán rẻ cứ 1-2 triệu con đấy đầy. Cái loại đấy thì nói chung là những kênh bé đã biết làm rồi. Những cửa hàng nhỏ đấy thì ta hay làm bởi vì người ta bỏ câu làm lời các bác. Là bỏ câu làm lời với lại người ta bán dạy câu view. Người ta làm cái video đẩy 1.000 watt triệu rưỡi thì ông nào chẳng ham. Đúng không? Đúng không? Đẩy 500.000 làm cái tiêu đề đẩy công suất 1.000 watt 500.000 một con, nghe cái tiêu đề phát là giật mình, mẹ rỉa thế, mẹ lao vào như chiêu thân nữa gì đâu. Thì đó là những cửa hàng nhỏ ta sẽ phải làm vậy để ta lại mới kéo được khách hàng. Còn bọn em thì bọn em không cần các bác, bọn em không cần kéo. Nói thật các bác là uy tín có rồi, mình đã gây dựng bao nhiêu năm rồi, mình bán lâu năm rồi, uy tín mình có, mình phải tạo một cái giá trị thương hiệu của mình riêng, mình không đua theo cái loại giá rẻ. Em nói thẳng các bác, em chọn là em bán hàng đẹp, em chọn hàng giá cao em bán. Chứ bác thấy đây năm nay từ Tết rồi em còn trên hàng đẳng cấp, hàng đẹp không? Em có chưa ham hối được mấy hàng rẻ đâu. Mấy cái loại hàng vớ vẩn em không đâu có lấy đâu mày. Em tần nhập hàng VIP không à? Mình bây giờ là một cái giá trị thương hiệu khác, mình phải bán cái hàng tương xứng với thương hiệu của mình. Mình bán hàng đẳng cấp, mắc tiền cũng được, kể cả cùng dùng lo này em bán giá cao hơn người khác em vẫn sức. Hàng đẹp, hàng chất hơn người ta,
khách về người ta dùng, người ta thấy giá trị của nó, đúng không? Audio King AK à, chả nói đến Audio King AK 10. Ủa chết mẹ rồi, quên rồi. Hôm một rồi có một bác khách nhờ em bán đôi loa Audio King AK 10 bởi vì bác nâng cấp lên loa 30. Ôi quên mất tiêu, quên hôm nào số điện thoại mình không lưu lại, mình không biết là nhớ tên là gì đây. Đúng có một bác khách có một đôi loa AK 10 đẹp lắm. Đấy, nhưng mà bây giờ bác đã mua lên loa 30 rồi. Bác mua lên loa 30, bây giờ bác bảo bán loa, bác có dùng cái bác lấy loa 30 đây. Ôi quên mất tiêu đi đấy, để em coi bác đã không lại cho em cung cấp cho. Cho AK 10, AK 10 hiếm lắm anh ơi, mấy khi có đâu. À, đúng rồi, chào Trung Quang. Đẹp xấu chất lượng là trên hết, đúng rồi, ok. Anh em nào lấy nhanh nhá. Đúng rồi. Chào Bắc Ninh Duy nhá. Ông cứ quảng cáo nhiều chỗ bán chưa đến 10 củ, ông cứ bán giá chân trời ăn vừa thôi. Ôi ăn nhiều với màu dầu. Ngu đấy thì ăn ít. Đây. Ăn phải ăn nhiều chứ, đúng không? Em quan trọng đâu. Đúng không? Em bán loa em vẫn nói thẳng là anh ơi bên kia người ta bán rẻ hơn đấy. Đúng không ạ? Em bán loa cái mồm em còn tông toát cái miệng, các bác đừng mua loa em phải tham khảo kỹ nha, người ta nhiều chỗ nó bán rẻ hơn đấy. Cái loa này nhiều chỗ bán rẻ lắm, em bán mắc hơn đấy. Ôi, em còn tự hào đấy anh. Cuộc đời em còn tự hào với câu đó của em, đó là câu cứ miệng em tự hào đấy. Bởi vì em tự hào vì sao? Bởi vì em mình bắt mắc người ta vẫn mua. Khổ vậy ấy. Trong khi mà thằng kia đang cố gắng bắt giá, bắt cho lỗ sặc máu cũng không bán được. Đó là cái thương hiệu. Ô tôi tự hào ấy. Em đang hạnh phúc sao mà em bắt càng mắc người ta càng mua em càng khoái. Mình cảm thấy hãnh diện. Không phải là mình lại không thấy bị chửi đâu. Mà em thấy là em hãnh diện đấy. Rất là hãnh diện đấy anh ạ. Rõ ràng bây giờ dân không ngu nữa, dân không ai ngu hết á. Còn nếu mà anh bảo là anh ngu thì đó là chuyện của anh. Còn em thật với anh là dân bây giờ không ai ngu đâu. Xin thưa với anh á, người ta bỏ ra mười mấy triệu rõ ràng người ta biết là gì ạ? Bên kia cũng bán loa đấy. Thằng này cũng bán loa đấy, mà thằng này bán mắc hơn mấy triệu liền. Mà người ta lại dám chạy sang bên đây mua đấy. Người ta lại dám chạy sang bên đây mua thằng mắc hơn là cả vấn đề đấy. Cả mà vấn đề đấy anh. Chứ không phải tự nhiên nhá. Còn bây giờ xin thưa với anh, thời đại công nghệ số, đừng có lừa, người ta không lừa được đâu. Thời đại công nghệ số, giá cả lên mạng quả phát ra luôn. Có hàng trăm ông bán, đấy cứ một ông bán. Và tại sao ông rẻ rồi không bán được mà em bắt mắt thế người ta lại đi mua của em? Thế anh có bao giờ anh tự hiểu không, tự ngẫm không? Chứ anh bảo là khách của em ngu hết à? Không, ngu đấy còn được. Xin thưa với anh, người ta bỏ ra đây, đồ loa này của em đây. Em bỏ ra em bán 22.500.000. Trong khi người khác bán 17-18 triệu có đầy. Thế mà người ta cứ vào mua của em đây, 22.500.000 mắc hơn 3-4 triệu bạc. 4 triệu bạc một đôi loa. 4 triệu bạc một đôi loa người ta vẫn mua của em. Lý do tại sao vậy anh? Người ta thừa tiền à? Nằm đếch cứ thừa tiền. Em nói với anh kiếm đồng tiền đâu có rẻ, thừa đếch mà được. Tháng lương tiết kiệm rồi lắm được 5-6 triệu bạc. Đi mua đôi loa mấy chục triệu ở mấy tháng lương đấy. Người ta không ngu đâu anh, người ta không ngu đâu. Cho nên là đừng lo anh ạ, đừng lo nhà giàu cách tiêu tiền. Đừng lo nhé. Yên tâm đi, không phải lo đâu. Ô gầy cho anh, gầy, khổ vậy chứ. Nhắn tin cho bác mà bác không xếp, cho bác không ra. Nếu mà nhắn tin Zalo thì nó được, anh là lúc nào rảnh rảnh mới đọc được. Chứ phải là nhắn tin vẫn là em đọc được anh. Anh thấy có mấy khi em cầm điện thoại đâu. Đúng không? Lúc vào lúc live stream, lúc làm việc, lúc chạy xe qua đường làm sao em cầm điện thoại được. Anh gọi điện nói sẵn nghe. Các bác gọi điện lúc nào em sẵn nghe. Nhưng nhắn tin thì đừng trách em. Nhắn tin thì nó không giống như là gọi điện. Nhắn tin nhắn tiết cái này là lúc nào mình rảnh mình đọc. Chứ còn tin nhắn thì nó không giống điện thoại. Cho nên là các bác mà nhắn tin cho em mà em chưa dép, em chưa trả lời lại thì đừng có giận, đừng có trách. Trách gì cái đấy. Đâu phải người ta lúc nào cũng rảnh, người ta cầm điện thoại, người ta ngồi đòi lại nhắn đâu. Đúng không ạ? Nếu mà những tất cả hàng nháy. Ok chưa có làm được con nào. Đúng không? Đúng rồi các bác. Nào có kinh nghiệm mà đã làm thấp rồi. Có thể nhắn tin vào Zalo cho em. À thế thì ông giỏi quá đâu, ông Ninh Duy, thế ông thì giỏi quá. Để các bác. Đúng rồi, thế khổ chứ tôi bán đôi loa khách 22 triệu mà ông không bằng đôi loa ông cán bộ già đóng ghép 13 triệu, thế ông giỏi quá rồi gì nữa. Thế mà người ta lại không mua của anh à? Cái từ của nó là từ lạ nhỉ. Thế mà ta lại không mua của anh, lại đến bán 13 triệu cái bộ già mà người ta không mua của anh, chán rồi trời. Thế là sửa xem lại mình đi. Đúng không? Đấy, bán rẻ hay thế mà người ta không mua đấy. Đúng không?
Thế mà ông bán rẻ thế, hay thế mà ở Việt Nam này không ai biết hết đâu, không ai mua của ông cả. Thế mà lại đến mua tôi vẫn mắc mà không hay. Cuộc đời là nhiều khi nó cũng lộn xộn lộn phèo vậy đó. Cuộc đời nhiều khi nó cũng khổ vậy anh ạ. Thôi, nhà nào người ấy lo anh nhá, anh hay thế thì không bán được để tự dùng thôi. Đấy, chấp nhận là mình tự dùng thôi. À vang rẻ anh. Vang rẻ hay mắc thì em không quan trọng anh ạ. Em nói một lần nữa là em chỉ bán vang cho những người biết dùng. Hôm qua hôm kia em mới nói một bác khách xong. Một bác khách của em mà em nói thẳng là từ hôm sau anh đừng bao giờ gọi cho em mua vang một lần nữa đối với em. Đó là ông ấy mua một con vang S6A cộng của em. Và khi mua vang em đã nói rõ rồi anh ơi. Anh chắc chắn biết dùng rồi, anh hãy mua được mà em nhé. Không mất công, em nói rất là kỹ luôn. Em nói như nước xả vào mặt luôn cái khi mà anh mua vang luôn. Đấy, và em nói lại lần nữa là em không quan trọng là anh phải mua vang của em. Và em nói với anh là vang của em là bán như thế. Đấy. Anh biết hay dùng rồi, anh hãy mua. Chắc chắn anh hãy dùng, hãy mua, đã mất công mà hai bên. Thế bảo ok, cứ gửi cho em đi. Đấy. Cứ gửi đi, anh dùng được. Đấy. Ngon là không phải lo. Gửi xong được hai hôm sau gọi cho em, thôi em ơi cho anh trả lại. Anh về anh không cài được. Đấy, nghe rõ không? Đấy. Thế thì bảo là thôi để hôm sau anh nâng cấp được con vàng mắc tiền hơn. Em nói thẳng luôn, anh đừng có mua ở đâu kìa. Anh đừng bao giờ gọi cho em một lần nữa mua vàng. Mắc cái gì con ma con mẹ gì. Đấy, mất công mất việc. Đấy. Mà anh cứ mua em chẳng bao giờ bán cho anh ở đâu. Mua lắm gì, mất công mất việc với hai bên chưa. Mất công thì gửi hàng mệt bố mẹ được. Đóng hàng thì đóng hàng xong là gửi lại, mất công. Người ta đã đốt từ đầu rồi. Thằng tao nói để bảo trách người ta đốt từ đầu đó. Anh có dùng được không? Chắc chắn dùng hãy mua, không dùng thì thôi, mua làm gì? Mất công em gửi hàng. Em có muốn bán đâu mà, nó thẳng luôn mà vẫn cứ bảo cứ gửi đi, gửi xong bây giờ tôi mất công gửi lại đấy. Đang gửi về. Em không nhớ số điện thoại này. Alo. Vâng. À, chị ơi em đang live stream đấy, em đang live stream mấy lúc khác rồi em với nhá. Em đang mà bạn live stream với nhá. Đấy cho nên là người bán hàng người ta đã nói rõ cho mình rồi. Người bán hàng người ta đã nói thẳng vào mặt dưới đây mà mình vẫn mua thì mình vẫn bảo là mình là ok, mình tự mình xử lý thôi, mất công đã gửi. Đấy, em đã báo rồi, vang em không thiếu, nhưng thật bắt là vang em rất là nhiều. Cửa hàng em cực kỳ nhiều vang. Đấy. Không riêng là em cho bác xem một góc được đợi thấy nhiều này. Không phải nói điều này. Em cho bác xem một góc rồi em lại thấy vàng ở đống này. Đấy, nhưng mà em đã nói thật, em nói các bác rất nhiều lần rồi. Biết dùng vang thì phải mua vang của em, còn không thì đừng có ra quạch cho em. Em không cần bán vang đâu, thật là em mua em rất là nhiều. Em bỏ lúc vài trăm triệu mua vang về nhưng em không quan trọng để bán hàng đâu. Em rất vứt đó em không để. Còn các bác mua vàng của em, các bác phải chứng minh được, các bác ở phải xác định em là bác biết dùng. Các bác hãy mua của em không thì thôi. Mất công mất việc cả hai bên này. Em không thích bán vàng bao giờ đó. Đấy. Mua về để cài đây này, vàng này. Chỗ nào cũng vàng này. Đấy. Vàng này. Vàng này. Vàng này. Vàng này. Đủ các thứ loại vàng này. Vàng này. Vàng này. Đấy, vàng này. Vàng này, vàng này. Đấy. Vàng đấy. Đây này, để bụi này, để cả năm này, bụi mù lên này. Nhưng mà không muốn bán. Em nói thật luôn, các bác đừng có chửi em, bảo là mày kêu mày chảnh chó hay là mà có mày, mày không bán. Không thấy mày để đâu hết. Em chỉ dùng vậy. Thứ nhất là em mua vang về đấy. Cái mục đích của em chính là để gì ạ? Em cài giản cho khách. Em bán cả bộ giản cho khách thôi. Em cài sẵn. Bởi vì em biết dùng vang thì em cài được. Còn các bác mua thì các bác phải chứng minh được. Các bác phải bảo anh dùng được, anh cam kết. Ok thì em gửi không thôi. Em mua về xong hành em. Em biết chắc chắn là 10 người mua vang thì trả lại 9 người à? Em khẳng định luôn đấy. Đừng có phải các ông tự thân giỏi. Em dám khẳng định một điều là 10 người mua vang số thì 9 ông đi trả lại. Hoặc là 9 ông dùng không ưng ý. Nếu người ta bắt mua. Nếu mà cửa hàng khác người ta không cho trả lại ấy, thì các ông ngậm ngùi các ông dùng, gọi là dùng cho đối phó. Mua về là trang trí. Mấy người biết dùng vang số quái đâu. Có học hành thì có học đâu. Đa số là mò linh tinh thì người biết cười không. Ai? Mua vang số mà đếch biết cài thì khắc đếch thì mua cái đồ về trang trí. Thế đó tóm lại là thế. Cho nên là rẻ hay mắc không quan trọng. Biết cài vang rẻ cũng hay. Không biết cài cứ mua vang 1 tỷ thì cũng mất đi. Cho nên nếu thẳng với các bác em nói. Mà cửa hàng em Xuân này nói rõ rồi. Em Xuân bán hàng em chưa dùng thử. Không hay em chưa trả lại. Cho nên là thật các bác em nói thẳng. Khi em bán hàng nó rất là rõ. Em nói thẳng vào mặt luôn. Nếu anh em nói với anh này. Đỡ mất công mất việc cả hai bên. Em đỡ khổ. Em bán hàng em chưa trả lại. Nhưng em thẳng là nếu anh biết dùng anh hãy mua. Để em gửi. Còn nếu anh không biết dùng vàng ấy, thì anh tốt nhất là em khuyên anh đừng mua, khổ em ra. Đấy, mất công em gửi. Gửi đi gửi về ấy, nó bưu điện nó quăng cho nhiều khi hỏng anh em được có nói chuyện này. Tốt nhất đừng có mua, còn mua thì mua cửa hàng khác.
em có sẵn đấy nhưng em không muốn bán. Đấy, đó nói thật, tính em xuân là như vậy. Tính em là nó là như thế các bác. Em nói thẳng luôn, em không nể. Đấy. Còn nếu ai mà bảo là anh biết dùng thì phải mình phải có trách nhiệm một tí. Giống như hôm vừa rồi ông khách kia cứ gửi cho anh đi, anh dùng được, gửi về xong 2 hôm sau gọi em ơi anh không cài được, anh không biết làm gì cả. Nó hú vậy không cắt được. Đấy. Nói câu đó chán đời. Con vang chuyên nghiệp người ta cũng không cắt hú, không biết cắt hú để nó làm chuyện làm quay này. Chán đời ông lắm. Neso thì anh Neso hiện tại không có anh ạ. Em anh thích RCF, em có RCF nhập khẩu được có. Neso thì em biết làm lắm. Neso thật với anh nói vui với anh chứ là mua được đôi Neso về bán cả năm mà được đôi ấy mà. Hàm hố đách gì cái đôi đó. Thứ hai là nói thật các bác luôn. Kể cả RCF nhập khẩu em thấy cũng có khác quái, RCF được cái hàng LDH tức được máy hơn được bao nhiêu đâu mà, hơn gì đâu mà. Nhưng mà anh em mà thích màu mè, thích chơi hàng nhập thì em lấy về thôi. RCF 25 em nhập em bán lấy về cho bác đó, sắp có vé đầy đó, 20 triệu một cặp. Ai thích lấy thì liên hệ em. C310 C3110 20 triệu một cặp bát 25, hàng cũ, hàng bãi á. Hàng nhập khẩu made in Italia luôn, nhập khẩu chiếc luôn, nguyên chiếc luôn. Anh em thích thì anh em chơi. Còn Nexo nó cũng thế đấy. Em nói thẳng với các câu này, Nexo nó cũng khắc quái cái con AK-10 đâu mà. Hơn được tí, được nào hơn chắc phải như giỏi lắm, phải phát hiện ra được cái khác. Nó cũng na ná đông nhau mà. Nhưng mà đương nhiên là các ông, những người có tiền là ta thích thể hiện, ta thích chơi hàng đấy, nhìn thể hiện đẳng cấp thôi. Chứ còn đối với em Xuân thì thực ra này, nó cũng na ná. Xô à, giống như ông khách hôm qua đi, được xúc ngày em đi mua hàng đây. Em anh bỏ anh mua đôi loa sạc viên Vega tưởng nó hay lắm cơ, anh mua về đích hát được luôn, thu cái đôi loa mấy triệu của anh ở nhà sạc viên Vega đấy, mua về hát karaoke bác. Sạc viên Vega là thường hay chuyên về đồng nghe nhạc nhiều. Ông ấy mua đôi sạc viên Vega bắt 30 hay 40 đấy. Thế ngồi hôm qua nói chuyện với em mà anh mua về mà anh không hát được. Em lỡ mua rồi phải để sạc viên Vega vậy có hát được đâu, mấy chục triệu đấy. Đâu phải cái nhiều tiền là nó hợp với mình đâu. Mỗi người nó có một cái hợp khác nhau. Cửa hàng cài sẵn nè. Nếu mà cửa hàng cài sẵn á thì anh nên sang những cái cửa hàng mà họ chuyên bán vàng số để kiếm tiền ấy. Thì người ta sẽ nói với anh là người ta cài sẵn này, anh về anh sẽ dùng hay. Thế em bảo anh bảo anh như thế này này. Cái người mà cài con vàng sẵn á, cài có hình sẵn á để bán vàng cho anh ấy thì nó cũng giống như thằng bị điếc đi bán lo vậy ấy, đi nghe lo vậy ấy. Không khác một cái gì hết. Nó giống như chàng là thằng cầm điếc bẩm phơi sinh vậy ấy. Những cái thằng mà bán vàng mà cài sẵn rồi để cho khách dùng ấy thì nó không khác gì một cái thằng cầm điếc bẩm sinh các bạn ạ. Nó ngồi nói chuyện với các bác à. Ngồi nghe nhạc à. Đấy. Đấy, còn thực ra nó chỉ là nói cho nó vui lừa các bác thôi. Để mọi người yên tâm người mua thôi. Không dùng được cái mẹ mày về tự cài lấy, tao đấy quan tâm. Tóm lại bây giờ vàng là vàng xịn, đấy thế được. Và cài không hay mày tự lo lấy, kiểu như vậy ấy, thì được. Chứ còn bán mà nó dám bán mà bao hay không được, không cài được thì trả, nó cho trả lại, đố dám bán đấy. Em đố ông nào dám bán đấy, ngoài em ra. Vàng số thì nếu mà dám bao về không cài được cho trả lại nha, 10 con đi về cả 10. Đừng có bốc phét đâu. Lo thì không nói, lo còn đỡ. Chứ còn riêng con vàng ấy, tôi thật với các bác ấy, hiện tại đang có 200 người đang xem livestream này. Em hỏi thật này, hiện tại đang có 200 người xem livestream, có bao nhiêu người trong 200 người này biết cài vàng số? Em hỏi thật, có ai không ạ? Em hỏi chân thành một câu đấy, 200 người đang xem livestream, em hỏi thử hỏi là có bao nhiêu người trong 200 người này biết dùng vàng số và biết cài vàng số, biết làm chủ được vàng số? Hỏi câu hỏi chân thành luôn. Đấy. Bao nhiêu người này em đếm được? 200 người này từ 3% nào. Đấy được rồi, bác Tuấn Đạt này là một người này. Ai nào? Bao nhiêu người biết dùng vàng số? Hai người này, anh Văn Tuấn là hai người này, rồi hai người được rồi. Tiếp theo. Xem có được khoảng độ 1% không nào. Đấy. Đấy, nó thắng luôn đó. Biết dùng chứ chắc đã là chuyên nghiệp rồi cơ. Mới biết gọi là biết những cái chỗ này chỗ kia chứ thế mà để chuyên nghiệp để mà cài cho hay cũng chưa chắc rồi đấy. Đấy. Thì hỏi thẳng này, nếu mà bảo là mà bán vàng số thì có tưởng tượng 10 người may ra được một người biết dùng vàng. Đúng không?
thì ông bán 10 con vàng thì chắc chắn là được, chỉ dùng được, chỉ bán được một con, 9 con nó trả lại. Ông thấy chán chưa? Đã biết cả vàng số được vàng nào cầm cả được hết. Em nói thẳng được bảo vàng nào nhé. Đã biết dùng vàng số đấy. Dùng được vàng X3 thì tất cả X vàng khác đều dùng được hết. Anh đã biết dùng một con vàng số thì tất cả các vàng khác anh sẽ làm được, anh sẽ dùng được. Đừng bảo là con vàng nào. Trừ khi con vàng mở bốc MV800 không nói, loại vàng cỏ không nói. Từ dùng vàng X3 trở lên đi. Anh đã biết dùng vàng X3 là tất cả con vàng khác anh đều dùng được hết. Kể cả vàng gì anh cũng dùng được hết. Bởi vì nó na ná giống nhau rồi. Khi anh đã hiểu về vàng rồi thì con vàng nào nó cũng giống nhau hết. Khi không biết thì cái gì cũng không biết cả. Nhưng khi đã biết rồi, con vàng nào anh cũng dùng được. Cho nên không có chuyện là con vàng nào. Đã nói vàng số là nói chung luôn, chứ không được nói là con vàng nào, rất cùng con vàng nào. Không, con vàng nào nó cũng giống nhau. Nó chỉ khác nhau về cái giao diện, vị trí đặt khác nhau. Còn các thanh công cụ sẽ giống nhau Cho nên là không thể có cái chuyện là anh biết dùng con vàng này thôi, con vàng kia anh không biết dùng, không có đâu nha. Đừng có bảo không có. Nó chỉ khác nhau một cái giao diện, chịu khó ngồi mò chút. Thay vì nó nằm ở đây thì bây giờ nó nằm ở đây thì tìm nó nằm ở đâu là khác vậy, mọi vậy thôi. Chứ còn nó không khác nhau nha. Cho nên đừng bảo là biết dùng con vàng này mà con vàng kia anh không biết dùng, không có đâu nha. Cái đó là dành cho những người không chịu làm, chứ không có chuyện đấy xảy ra. Đã biết rồi con là sẽ biết con thứ hai, mà biết con thứ hai rồi sẽ biết con thứ ba. Nó chỉ khác về giao diện. Em nói anh một lần nữa rồi, tất cả con vàng các thanh công cụ đều giống nhau. Revert cũng sẽ có, revert time, delay, có con vàng nào không có? Vàng số con vàng nào mà chẳng có những cái thanh công cụ đấy? Equalizer con vàng nào chẳng giống nhau, đúng không? Sao khác nhau được anh? Chứ con vàng này có, vàng kia không có, chứ gọi là gì là vàng nữa? Nó chỉ khác nhau về cái giao diện thôi. Cái iPhone thì cái giao diện nó khác, cái Android điện nó khác. Giống như mọi người đang dùng iPhone sang Android đấy, mọi người hơi lạ lẫm một chút chứ cũng thế thôi. Nó khác nhau con mẹ gì đâu, cũng ấn, cũng gọi điện, cũng xem hình thế đó. Nhưng mà thay vì nó như thế này, nó khác nhau một chút thôi chứ có gì đâu. Ai bảo với anh là nó khác nhau? Nó khác nhau về mẫu cái giao diện. Còn thanh công cụ giống nhau, chức năng giống nhau, cái con kia thêm một chức năng cùng lắm, thêm một chức năng hai mic riêng biệt gì đấy. Cái đó thì đơn giản rồi, nó không có gì cả. Cùng lắm một số con vàng hiện đại hơn một chút rồi đó, có thêm cái cụm quang, nó có thêm cái hai mic riêng biệt. Cái đó thì nó thể hiện đơn giản thôi. Nó có thanh công cụ, chẳng có con nào khác con nào cả. Cho nên là bảo là khác nhau là không có. Chỉ khác khi ông không chịu tìm hiểu đâu. Khi lại biết dùng được con là con thứ hai sẽ làm được. Đấy. Cho nên là không có lý do bảo là anh biết dùng con vàng A nhưng con vàng B anh không biết sử dụng, không có. Như vậy là nói vậy là khác gì là nói bầu chữa đấy. Đấy nha. Ok chưa? Ok chưa? Còn là nói luôn các bác là em nói là vấn đề vàng một chút hơi lạc đề một chút, nhưng mà nói lại lần nữa này. Do bác khách bảo là bọn em cài sẵn vàng á, không có một con vàng nào ra ngoài cửa hàng em mà em không cài sẵn. Em nói lại lần nữa, không có một con vàng nào mà đi ra ngoài cửa hàng em mà em chưa cài sẵn hết. Con vàng nào sẽ cài. Nhưng hãy nói cho em một lần nữa, em nói lại lần nữa rồi, nó giống y chang người điếc nghe loa vậy á. Em biết đếch gì các bác dùng cái gì đâu mà em cài. Em cài tưởng tượng. Nhiều khi em cài em chẳng cầm cắm loa luôn. Cắm làm cái gì? Cắm loa nhà mình làm gì? Loa người ta giống loa mình đâu mà cắm. Cắm làm cái đếch gì mà cắm? Không thèm bật cắm loa mà luôn. Tự ngồi ấn lung tung thôi. Đưa cho các bác xong. Bởi vì các bác bảo em cài cho loa của em. Loa em với loa các bác giống nhau không? Mic của em với mic của bác giống nhau không? Đấy của em để các bác giống nhau không? Thế thì em cài cái loa em làm gì? Khác nhau gì đâu, hên xui nha. Cho nên là cài mò hên xui nó cũng giống y chang cài thôi của em vậy. Nếu nó may mắn ấy, thì cắm về các bác nghe thì được. Nghe cũng giống loa của em thì nghe cũng được. Còn mà nó chật lắc ấy, thì nghe giống như đấm vào tai. Thế thôi, không cần mẹ gì đâu. Không có cần mẹ gì đâu mà. Cho nên là cài vang số mà bán cho người dân ấy, cũng khắc đếch chỉ cái ông mẹ tay đít đi nghe nhạc đâu mà. Để nó thẳng quan điểm luôn. Mấy ông cứ bảo chữa, mấy ông bảo là tôi cài nó bán nó hàng cái này, mọc một cái cục kích ấy. Không thích móc thôi chứ làm đếch thì có cái chuyện đấy. Đúng không bác? Làm đếch thì có cái chuyện mà bảo là tôi cài con vàng. Ông về ông mua, ông cắm lo nào cũng hay. Ông cắm rồi mà ông cứ việc dùng thôi. Cứ mà dùng một là tôi cơm đấy. Dùng mà, có mà tay đít thì tại vì tay thấy hay. Còn tay nghe bình thường nó đếch cái thằng nào thấy hay. Nó thô, nó thật các bác. Nó thắng hơn, nhiều khi nó thô đấy. Nó thô lắm như thế đấy. Nhưng đó là sự thật.
em tập với các bác có những bộ dàn lo trước mặt đây, vang trước mặt, mic trước mặt, ngồi cài cả buổi không hay được chứ. Ngồi cài từ biết cái click mà từ xa mà cài hay được. Có bộ dàn ngồi trước mặt mà cài mãi không làm ra gì. Biết cái gì đâu mà cài đúng không? À, để QSC không còn rồi em. À, lo nhập khẩu đây sắp về đây anh ạ. À. Rồi. Một anh em cho em mà đốt like nhá. Một anh em cho em mà đốt like đi. Ok, ok. Đấy. Đang hóng à? Ok. Sắp về, mắc tiền lắm, lo là mắc tiền lắm anh ạ. Giờ 80 bác đang của đòi ấy này, đòi nhà, xong chưa? Anh cái đi. Anh cứ test đi. Anh test lo nào? Là 40. Ok. À các bác là muốn nghe thì bạn test lo 40 để qua bên kênh B52 nhá. Bằng giá bao nhiêu một quả? À bây giờ các bác kêu qua bên kênh B52 đi. 8,5 và anh chào năm nghĩa là chú phải nói. À bác giá coi kênh B52, bác B52, bác cho bác có test nhạc cho anh nghe nhá. Ok. Vâng. Cảm ơn các bác đây. Đây các bác qua bên kênh B52, bác B52 bác test lo lời để hát cho mình nghe này. Lo này làm sự kiện này tuyệt vời đây. Tất cả các bác theo nhu cầu của các bác nhá. Lo này làm sự kiện này phải nói là đẳng cấp luôn. Các bác là cái lo này. Lo này là sự kiện đẳng cấp luôn. Em đang gửi đi cho các bác mua của em rồi thì không có okay. Có nghĩa là không có các bác không ok bác nhá, bây giờ các bác xong kênh B52 nhá. Các điểm tiếp ngoài trời. Em xin phép nhá. Các bác em còn 3 đôi. Các B52 bác test lo lời để hát 40 giờ bằng nghe bác để lo neo. Vâng các bác. Nghe cặp thử nghe thử cặp loa 22.500 nhá. Quả súp này em muốn cặp súp này. Nghe thử cặp loa 22.500 nó sẽ như thế nào nhá. Các bác lưu ý giúp em này. Em nằm chân rồi. Nghe thử cặp loa 22.500 coi như thế nào các bác nhá. Ok nhá. Thôi xin chào các bác. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại. Vâng em mời các bác sang bên này mới. Đây em